chị Việt Hương nha mọi người. Đây là chị Việt Hương đang tới mọi người nha. Dạ bên trong thì nghệ sĩ Việt Hương đã đến rồi nha mọi người. Tắm ơi lắm. Dạ. Mình có bật cái gì được không? Dạ thì bên trong là nghệ sĩ Việt Hương và tất cả người nhà của nghệ sĩ Chí Tài đang làm thủ tục để mà đưa chú nghệ sĩ Chí Tài về bộ đội quốc phòng Gò Vấp nha cô chú. Dạ, hiện tại bây giờ thì chú Hồ Linh vẫn chưa tới nha mọi người. Chắc em nghĩ là cô Việt Hương đến thì để lo bên này, còn chú Hồ Linh là nghi chắc ở bên bộ đội quốc phòng để chuẩn bị đón chú Hồ Linh về nha mọi người. Anh mở cửa mình. Anh chờ xíu để anh bảo vệ anh mở cửa. Đây là một nghệ sĩ hài cũng không quen thuộc với hai chú Tài chúng ta đến này nha cả nhà. Dạ đây là nghệ sĩ hài Thanh Sơn nha cô chú, cũng đã đến. Dạ thì bây giờ ở phía trước của
trung tâm pháp y cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đến để mà tiện chú chế tài về bộ quốc phòng nha cô chú. Để em sẽ qua bên trong cho tất cả mọi người được thấy rõ bên trong. Trung tâm pháp y để mà đưa qua bên bên nhà mai táng để đưa cho Mỹ thôi nha.